giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con. Mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục, nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo mỗi ngày để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 26 tháng 3 năm 2022. Kính thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có sự điều chỉnh tăng với một số giống lúa gạo. Trong khi đó, giá gạo vẫn tiếp xu hướng giảm, thị trường giao dịch chậm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý bà con, chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đoàn Bộ Thương mại Cộng hòa Gabon do ông Yves Ferdinand Menphombi, Bộ trưởng Thương mại làm trưởng đoàn, đã đến thăm và khảo sát thực địa tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công thành Úc Hạnh thuộc phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Bộ trưởng Thương mại Gabon cho biết, mong muốn mời gọi doanh nghiệp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lúa, đầu tư dây chuyền sản xuất lúa gạo tại nước này nhằm phục vụ nhu cầu thị trường trong nước. Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương Long An cho biết định hướng phát triển của ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Long An đã quy hoạch xây dựng các vùng và tiểu vùng sản xuất lúa chất lượng cao đến năm 2025 là 60.000 ha và hiện nay đã có trên 22.000 ha lúa ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh Long An đã triển khai xây dựng vùng nguyên liệu liên kết sản xuất và tiêu thụ, với tổng diện tích hàng năm trên 10.000 ha mỗi năm để truy xuất nguồn gốc phục vụ cho hoạt động xuất khẩu gạo, đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng ổn định. Sản lượng xuất khẩu trực tiếp hàng năm của tỉnh Long An khoảng từ 600.000 đến 800.000 tấn gạo, chiếm khoảng từ 10 đến 13% tổng sản lượng xuất khẩu của cả nước. Hiện Long An có 25 doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo trực tiếp và 3 doanh nghiệp được xuất khẩu gạo trực tiếp sang Trung Quốc. Các doanh nghiệp Long An đã không ngừng mở rộng thị trường. Đến nay, các doanh nghiệp Long An đã xuất khẩu sang khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu xuất sang Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, có một số thị trường khó tính như Hà Lan, Anh, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Israel. Với những lợi thế và tiềm năng về sản xuất lúa gạo của tỉnh Long An Việt Nam, quan hệ thương mại gạo giữa tỉnh Long An Việt Nam và các tỉnh của Gabon có rất nhiều tiềm năng để có thể hợp tác phát triển, ông Thanh cho biết thêm. Qua nghe giới thiệu về năng lực sản xuất của tỉnh Long An, cũng như khảo sát năng lực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công thành Úc Hạnh, ông Yves Ferdinand Menphombi, Bộ trưởng Thương mại Cộng hòa Gabon cho biết, ngoài nhu cầu nhập khẩu lương thực, Gabon có nhu cầu mời gọi Sở Công Thương, nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đất nước này tìm hiểu về thị trường, khí hậu, điều kiện sản xuất lúa gạo. Qua đó, Gabon mong muốn mời gọi doanh nghiệp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lúa, đầu tư dây chuyền sản xuất lúa gạo tại Gabon nhằm phục vụ nhu cầu thị trường trong nước Gabon và các nước lân cận. Nước Cộng hòa Gabon là một quốc gia ở Trung Châu Phi, diện tích đất nông nghiệp hạn chế, hàng năm phải nhập khẩu lương thực. Khai thác dầu mỏ là thế mạnh của nền kinh tế Gabon, chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu. Thưa quý bà con, sáng nay tại An Giang, giá lúa hôm nay có sự điều chỉnh tăng với 3 chủng loại lúa gồm Đài Thơm 8, OM18 và Nếp Long An Tươi. Cụ thế, lúa Đài Thơm 8 tăng 200 đồng trên kg, lên mức 6.000 đến 6.200 đồng trên kg. Lúa OM18 tăng 100 đồng trên kg, lên mức 5.800 đến 6.000 đồng trên kg. Nếp Long An Tươi tăng 50 đồng trên kg, lên mức 5.700 đến 5.850 đồng trên kg. Với các chủng lúa còn lại, giá ổn định. Hiện nếp vỏ tươi 5.800 đến 5.900 đồng trên kg, lúa OM5451 giá 5.700 đến 5.800 đồng trên kg, lúa OM380 giá 5.500 đến 5.600 đồng trên kg, nàng hoa chính giá 5.800 đến 5.900 đồng trên kg, lúa nhật 7.600 đến 8.000 đồng trên kg, IR50404 giá 5.600 đến 5.800 đồng trên kg, IR50404 khô 6.000 đồng trên kg, đàn nhen khô 11.500 đến 12.000 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm không có biến động. Trong khi đó, giá cám khô giảm nhẹ 50 đồng trên kg, xuống còn 8.150 đến 8.200 đồng trên kg. Hiện gạo nguyên liệu IR504 còn 8.200 đến 8.250 đồng trên kg, gạo thành phẩm IR504 18.900 đồng trên kg, tấm 8.200 đến 8.300 đồng trên kg. Tại chợ lẻ, giá gạo thơm Jasmine được điều chỉnh tăng 1.000 đồng trên kg, lên mức 15.000 đến 16.000 đồng trên kg. Với các mặt hàng gạo còn lại, giá đi ngang. Hiện gạo Sóc Thường 14.000 đồng trên kg,
nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng trên kg, gạo hương lài 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, nàng hoa 17.500 đồng trên kg, sóc thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo Nhật 20.000 đồng trên kg, cám 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Theo các doanh nghiệp, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về nhiều, song kho mua chậm, đề giá gạo mua vào. Giá lúa các loại đi ngang, trừ lúa ST tăng mạnh. Giao dịch lúa chậm, diện tích lúa chưa cọc còn ít. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu duy trì ổn định. Theo đó, gạo 5% tấm hiện ở mức 423 đến 427 đô trên tấn, gạo 25% tấm 395 đến 399 đô trên tấn, gạo 100% tấm và jasmine ổn định ở mức 338 đến 342 đô trên tấn và 518 đến 522 đô trên tấn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Quý bà con mong muốn giá lúa gạo đạt bao nhiêu để có lãi? Xin hãy bình luận, đóng góp ý kiến dưới video để kênh ghi nhận và đề xuất nhà nước có biện pháp hỗ trợ giá hợp lý, giúp bà con nông dân. Hãy cùng đồng lòng góp ý dưới video vì mục đích chung, vì cuộc sống mai sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin giá lúa gạo tiếp theo. Sau đây là bảng giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo.